Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền đường Bình Phú thuộc phường 11 quận 6. Vị trí đối diện với siêu thị Metro Bình Phú gần với ngã tư. Vị trí thuận tiện kinh doanh mua bán hoặc là cho thuê. Với diện tích ngang 4, dài 23, công nhận 93m2 và diện tích đất được xây dựng là 78.2m2. Kết cấu trệt hai lầu sân thượng, diện tích sử dụng là 332m2, hoàn công vào năm 2013. Hiện trạng thì đang cho thuê, sổ hồng cá nhân đứng tên, không thế chấp ngân hàng. Hướng chính của căn nhà là hướng đông nam và hiện tại tài sản này đang được chủ nhân chào bán là 19,8 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 0787572158, số điện thoại của Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về bất động sản này.